Ngày 17 tháng 5, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại thị trấn Vôi. Theo cơ quan chức năng, sáng cùng ngày, tại công trình xây dựng nhà ở tổ dân phố Đại Phú 1, 7 thợ xây sử dụng thang máy tự chế, vận chuyển vật liệu xây dựng để đi từ tầng 4 xuống tầng 1. Khi đến tầng 2, cách mặt đất khoảng 3 mét, thang máy rơi tự do khiến cả 7 người trên thang bị thương. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, May mắn không có ai tử vong sau vụ việc. Công an huyện khuyến cáo người lao động luôn phải có trách nhiệm, ý thức và nghiêm túc tuân thủ các quy định về các biện pháp an toàn lao động, luôn đặt các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát lên hàng đầu, tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra. Sáng ngày 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường cùng các đoàn thể đã thăm hỏi công nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động tại công ty than Quang Hành TKV khiến 4 người thương vong. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường đã thăm hỏi sức khỏe, hỗ trợ động viên anh Lý A Chìa, sinh năm 1991, quê ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, là công nhân công ty Than Quang Hành, bị thương, đang được chăm sóc y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định, tỉnh và ngành y tế sẽ có trách nhiệm đảm bảo những điều kiện vật chất và tinh thần tốt nhất để điều trị chăm sóc sức khỏe cho công nhân ngành than bị thương. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc San, trưởng khoa gây mê hồi sức bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đau nhiều, bị tổn thương ở cánh tay phải, chật khớp vai phải. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán tiến hành chụp chiếu và quyết định mổ sớm, cấp cứu sớm để giải phóng sự chèn ép. Sau khi được điều trị chăm sóc tích cực, sức khỏe bệnh nhân đang dần hồi phục. Ông Vũ Đức Trường, Bí thư Đảng ủy Công ty Than Quang Hành thông tin, Trước mắt, công ty Than Quang Hành đã hỗ trợ 300 triệu đồng trên mỗi người tử vong và hỗ trợ 50 triệu đồng một người với người bị thương. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 18 triệu đồng với người tử vong và hỗ trợ 5 triệu đồng với người bị thương. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng Sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng đối với người tử vong. Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả hỗ trợ 5 triệu đồng với người tử vong và 3 triệu đồng với người bị thương. Các tổ chức đoàn thể, công đoàn, công ty đang cùng hỗ trợ và tiếp tục kêu gọi cán bộ người lao động hỗ trợ các nạn nhân. Trước đó như đã đưa tin, Quảng Ninh, tai nạn hầm lò khiến 3 công nhân tử vong, một công nhân bị thương. Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5, tại lò chợ mức 190 trên 170 về hè 14.11, phân xưởng khai thác 7, công ty than quang hành TKV tại thành phố Cầm Phả, xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong và một công nhân bị thương. Các công nhân tử vong gồm anh BVT, sinh năm 1991, quê ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Anh DVT, sinh năm 1980, quê ở huyện Sơn Động, tỉnh Hải Dương. Và anh LAV, sinh năm 1995, quê ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Còn anh Lý A Chìa, sinh năm 1991, quê ở huyện Nậm Pầu, tỉnh Điện Biên, bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay khi nhận được thông tin, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo phân công lãnh đạo tỉnh và nhiều cơ quan chức năng khác đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã chỉ đạo tập trung chăm sóc y tế cho người bị thương, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quyết định. Ngày 13 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ tai nạn hầm lò xảy ra tại công ty Than Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, khiến 3 người tử vong, một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 13 tháng 5, tại lò chợ mức âm 190 âm 170 vỉa 14.11, phân xưởng khai thác 7 của công ty Than Quang Hanh, TKV, thành phố Cẩm Phả xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Nhận tin báo, ông Nguyễn Xuân Ký bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo, phân công ông Cao Tường Huy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nghiêm Xuân Cường, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. Vụ tai nạn làm 3 công nhân than tử vong và một công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả. Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 18 triệu đồng trên người tử vong và 5 triệu đồng trên người bị thương. Phía Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam, TKV, hỗ trợ 20 triệu đồng trên người tử vong. Công đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam cũng hỗ trợ 20 triệu đồng trên người tử vong. Hiện cơ quan chức năng của Quảng Ninh đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 10 tháng 5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Phan Dông, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh, đóng trên địa bàn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại Điều 295, Bộ Luật Hình sự. Các quy định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết, 5 người bị thương xảy ra tại công ty trên. Như đã đưa tin, sáng ngày 1 tháng 5, vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực xưởng bán thành phẩm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gỗ Bình Minh làm 6 người tử vong, trong đó một người quốc tịch Trung Quốc, còn 5 công nhân khác đang làm việc gần đó bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Sau khi khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ, công an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân do lỗi kỹ thuật khiến lò hơi phát nổ, gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, trong quá trình hoạt động, công ty có lắp đặt lò hơi dạng ống nước, công suất sinh hơi là 1.000 kg trên giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm. Ngày 30 tháng 4, công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa. Tuy nhiên, sáng ngày 1 tháng 5, cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì lò hơi phát nổ. Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh do ông Phan Nhông, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ gia đình. Công ty có khoảng 200 lao động, riêng thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên, có 42 công nhân đang làm việc. Ngày 4 tháng 5, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra vừa ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Feng Yong quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty gỗ Bình Minh liên quan đến vụ nổ lò hơi vào sáng ngày 1 tháng 5 làm 6 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp đến hiện trường, điều động lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Các cơ quan chức năng phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu tổ chức khám nghiệm hiện trường. Theo cơ quan công an, nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật khiến lò hơi phát nổ, gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Còn theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, công ty gỗ bình minh hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ gia đình. Công ty có khoảng 200 lao động và 15 người nước ngoài đang làm việc. Đã hơn 2 ngày trôi qua, không khí tăng thương bao trùm căn nhà nhỏ đã cũ, rất đông hàng xóm đến chia buồn, cùng gia đình anh Trần Văn Xê, 39 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Anh Trần Văn C là một trong 6 nạn nhân tử vong trong vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tâm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai hôm mùng 1 tháng 5. Ngồi thất thần nhìn lên di ảnh của chồng, chị Hướng Thị Đào, vợ anh C kể lại, hôm đó sáng mùng 1 tháng 5, anh C đi làm được hơn 30 phút là xảy ra vụ nổ. Thời điểm đó, Tôi đang ở nhà trọ, cách hiện trường vụ nổ hơn 150 m và chuẩn bị nấu cơm để chờ chồng tan ca về ăn, thì nghe tiếng nổ lớn. Theo lời kể của chị Đào, chị cũng làm nghề gỗ cho một công ty khác ở gần đó và đang trong thời gian nghỉ lễ. Vụ nổ phát ra tiếng lớn, liền sau đó đã rơi từ trên cao xuống mái tôn nhà trọ. Lúc đó chị vẫn không nghĩ sẽ nổ tại công ty Bình Minh vì trước đó cũng hay nghe nổ bánh xe ngoài đường. Chị Đào kể trong đau đớn. Khi biết nổ tại công ty Bình Minh làm chết nhiều người, tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho chồng thì điện thoại thuê bao không liên lạc được. Lúc này, tôi nghi ngờ chồng bị nạn rồi, vì trước đây khi có vụ gì là chồng hay gọi điện về báo cho hay, nhưng hôm đó anh ấy không gọi về. Cũng theo lời chị Đào, một lúc sau, chị chạy xe máy qua công ty Bình Minh để xem thì thấy hiện trường tan hoang, nhiều người chết và bị thương. Khi đến nhận dạng, chị cũng không nhận ra thi thể chồng mình vì không còn nguyên vẹn. Kể đến đây, khóe mắt chị Đào ngấn lệ và không nói thêm được nữa. Hồi anh C còn sống, hai vợ chồng động viên nhau cố gắng làm kiếm tiền, về quê xây dựng một căn nhà kiên cố để ở, rồi kiếm việc làm thêm ở quê trang trải cuộc sống. Nếu được nghỉ lễ về quê thì anh ấy không phải chết đột ngột như vậy. Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi, ông Trần Văn Miên, sáu sáu tuổi, cha ruột anh C, buồn bã nói thêm: "Theo lẽ, mấy ngày nghỉ lễ này hai vợ chồng nó về nhà chơi, nhưng cố gắng ở lại là một ngày được tính bằng hai ngày công thường, nào ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Theo chia sẻ của gia đình, anh C và hướng thị Đào cưới nhau được khoảng 7 năm nay nhưng chưa có con. Thỉnh thoảng công ty cho nghỉ thì vợ chồng anh C về nhà ông Miên ở 5 đến 10 ngày rồi lại khăn gói lên công ty làm tiếp. Lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình cho biết, sau khi nhận được thông tin trên địa bàn có nạn nhân trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai, chính quyền địa phương đã cử đoàn cán bộ xuống thăm viếng, vận động mạnh thường quân, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình, lo mai táng cho anh C. Vị lãnh đạo xã thông tin, hoàn cảnh của anh C khá khó khăn, hai vợ chồng không có nhà riêng, không có đất sản xuất phải đi làm thuê, làm mướn ở xa. Tôi mong muốn quý mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ để gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất người thân, vươn lên trong cuộc sống. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu cũng phối hợp cùng chính quyền địa phương xuống thăm viếng động viên gia đình, đồng thời hỗ trợ bước đầu cho gia đình anh C, mong muốn gia đình sớm ổn định cuộc sống.